cái ô bị ô quần áo chỗ làm thế thôi nhỉ, rồi wow, chỉ được thế thôi. Em có xử lý lại thế nào? Em chỉ thấy cái trần này khác này. À, trần này mình đóng thật cao lại. Cái khu bếp này. Khu bếp hầu như là không. À, tức là nó vẫn cái ngăn này vẫn thế. Nguyên xịt đấy. Cái chỗ này là sáng tạo ra đúng không? À, chỗ này là mình tự đóng hết. Đấy, cái này là em xử lý luôn. Nhưng mà lúc đầu nó như thế nào mà em lại xử lý thành lúc cái... Lúc đầu nó là một cái hộp thôi ạ. Nó là một cái hộp chống mình đóng lại. Trong đấy hầu như là mình không làm gì nhà vệ sinh. Con hết rộng lên nhé. Con hết rộng lên hết rộng. Cái hai toilet ở đâu? Ở trong kia. Một cái. À, đúng rồi. Đây là cái ô này nó chia thành hai toilet. Một toilet là thẳng một mùa, một toilet là thẳng. Thì cái phòng ngủ sử dụng có cái bếp này. Anh chỗ này gió mát đi nhỉ? À đúng rồi. Hướng nhà. Hướng này chắc là...